Vâng, xin chào các bạn thân mến. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chế một chiếc mạch điều tốc mini cho những cái dòng motor nhỏ nhỏ như này nhé. Chúng ta cần chuẩn bị như sau. Thứ nhất là một con đèn bán dẫn. Các bạn có thể dùng con to hơn hoặc dùng con này cũng được. Thanh bình nhiệt. Một biến trở hoặc là chiết áp. Motor và không thể thiếu được đó chính là một cọc pin, hoặc là các bạn có thể chế vào bình ắc quy cũng được nhé. Rồi, ok, bây giờ mình bắt đầu làm, các bạn có thể theo dõi. Đầu tiên mình sẽ phải đo để tìm ra cái cực dương và âm của pin. Ok, đây là dương. Tiếp theo, mình sẽ hàn hai đầu dây vào hai cục pin đầu của cục pin này nhá. Dây âm nguồn này, các bạn nhìn dây âm nguồn này, mình sẽ hàn trực tiếp vào chiếc motor này, mình sẽ hàn vào đầu âm của motor nhé. Các bạn nhìn không? Dây âm nguồn mình sẽ hàn vào một cực âm của motor. Tiếp theo, con đèn này chúng ta sẽ kiểm tra. Đây là một con đèn ngược các bạn nhé. Mình sẽ đo lại chắc chắn. Rồi, BCE, đấy các bạn nó BCE. Tiếp theo chúng ta vặn nó vào một cái thanh cảm nhiệt. Các bạn dùng vít để vặn chặt vào. Tiếp theo, dây dương chúng ta cắm. Đây. Chúng ta cắt hai dây như này. Giờ chúng ta nối lại với nhau. Các bạn có thể tráng thước trước cho dễ hàn nhé. Mình sẽ tráng thước như này. Ba chân của đèn bán dẫn chúng ta cũng nên tráng thiếc trước cho hàn cho dễ nhé.
dây dương. Dây dương này chúng ta sẽ hàn vào chân C của con đèn. Các bạn lưu ý, mình xin nói lại là chân B này, chân C ở giữa và chân E ở bên tiếp theo. Các bạn nhìn nhé, B, C, E. Bây giờ mình sẽ hàn vào chân C này. Đấy, ok chưa các bạn? Đúng không? Đây là chân C này. Tiếp theo, chân E. Chân E là con này nhé. Mình sẽ dùng một sợi dây. Đây, mình sẽ dùng dây này nhé. Chân E mình sẽ dùng dây này. Và cũng đã được gián tiếp vào một đầu. Đây chân E, mình sẽ hàn vào chân E. Các bạn thấy không ạ? Chân còn lại, đầu còn lại của dây điện nối từ chân E mình sẽ nối vào chân dương của cái motor. Đây nha các bạn nhé, các bạn nhìn kỹ. Sau đó mình sẽ hàn chặt bằng thiếc. Đây các bạn. Tiếp theo, chân B chúng ta nối qua một con điện trở, một con biến trở. Mình sẽ hàn chân B trước. Mình cũng sẽ tráng thiếc vào đây để hàn cho nó dễ. Đầu còn lại cũng vậy nha các bạn nhé. Rồi, mình sẽ hàn vào một chân của con biến trở. Chân còn lại, mình sẽ lấy chân dương nguồn này. Mình cấp sang. Bây giờ mình sẽ bỏ ra cho các bạn nhìn dễ hơn này. Đúng không? Rất đơn giản đúng không ạ? Một cái quả pin này. Đây là một quả pin nhé. Đấy. Dây đen của quả, dây âm của nguồn của quả pin. Mình hàn trực tiếp vào motor. Vào motor đây các bạn này. Đấy. Dây dương. Mình hàn vào chân C của con đèn bán dẫn. Dây dương mình hàn vào chân C con đèn bán dẫn. Từ dây dương đấy, mình lấy một đường đi vào chân giữa của một chiếc áp. Chân rìa của một chiếc áp mình lấy, mình cấp vào chân B của con đèn bán dẫn. Và chân E mình hàn dây cấp vào dương nguồn của motor. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái mạch gọi là mạch biểu tốc cực kỳ đơn giản này. Cái mạch này để
để điều chỉnh tốc độ của motor. Nó thay đổi mức tốc độ bằng cách là nó sẽ thay đổi mức điện áp cấp cho motor. Đấy. Nguyên lý làm việc của mạch như sau. Khi điện áp dương đấy, đến tại chân C của con đèn và nó dừng lại ở đây, nó dừng lại ở đây đấy. Khi chúng ta xoáy cái điện trở này đấy. Khi chúng ta xoáy này thì cái điện trở nó sẽ thay đổi đấy, nó thay đổi thì đến mức điện trở nhất định thì nó sẽ trích một phần điện áp dương qua cái biến áp này, qua chiếc áp này, qua chiếc áp nha các bạn nhé, kích vào chân B của con đèn bán dẫn. Lúc này con đèn bán dẫn sẽ trích một phần điện áp từ chân C đưa sang chân E và đi vòng vào chân dương của motor. Lúc này motor sẽ có một dòng điện khép kín và nó sẽ quay và chúng ta thay đổi cái giá trị điện trở trên thân cái chiếc áp này, cái biến trở này. Đấy, thì nó sẽ thay đổi được cái tốc độ quay của cái motor này. Đấy, các bạn có hiểu không ạ? Mình sẽ bắt đầu mình quay này, thay đổi nhé. Các bạn nhìn cái motor nhé. Mình sẽ thả cái này rồi cho bạn nhìn. Bạn có thấy là nó quay rất là chậm không ạ? Đấy, chậm hơn nữa này. Đấy. Đấy. Bạn thấy không ạ? Quay rất là chậm luôn. Quay nhanh hơn này, các bạn thấy không? Mình cho quay nhanh hơn nhé. Đấy, các bạn thấy không chậm hơn này, chậm từ từ này. Đấy, các bạn thấy dần dần vào tịt này. Đấy. Lên này, bắt đầu quay này. Đấy. Nhanh dần này. Đấy. Mạch cực kỳ là đơn giản các bạn ạ. Đấy, giảm này. Chậm này. Rồi ok. Như vậy là chúng ta đã thành công. Chúng ta đã chế thành công một cái mạch điều tốc cho motor. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong những lĩnh vực chế cháo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn các bạn rất nhiều.